Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Bảng xếp hạng các Pokemon khởi đầu hệ nước và hệ cỏ đã có thì tất nhiên là không thể thiếu hệ lửa rồi. Và đây chính là video xếp hạng 10 Pokemon khởi đầu hệ lửa trong meta thế hệ thứ 9 với cơ chế Terra. Và vẫn là những lưu ý quen thuộc, video sẽ có một số đánh giá và xếp hạng mang tính cá nhân, nên nếu các bạn có ý kiến khác hay có bảng xếp hạng của riêng các bạn thì đừng ngần ngại cho bọn mình biết ở phần bình luận bên dưới. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Thật sự thì mình cũng không biết nói sao về Emboar. Pokemon khởi đầu của Gen 5 là một tay đấm cực kỳ mạnh với Attack 123 cùng nội tại Reckless giúp tăng 20% sức mạnh cho những chiêu thức gây phản đam như Flare Blitz, Head Smash, Wild Charge. Từ đó mà Emboar hoàn toàn có thể một đấm là tiễn một đối thủ về miền cực lạc. Mọi thứ thậm chí vẫn ổn khi nhìn vào chỉ số sinh lực 110 điểm giúp nó cũng gọi là tự tin dù phải nhận sát thương phản lại. Tuy nhiên, các chỉ số phòng thủ và tốc độ 65 thì thật sự là thảm họa đối với Emboar. Tức là Pokemon này vừa không trâu bò như ngoại hình của nó, nhưng lại chậm theo đúng giao diện. Emboar có khi chưa kịp đấm được ai thì đã bị đối thủ knock out trước. Hoặc nếu đối thủ không đủ one hit KO được nó, thì Emboar cũng sẽ tự đào mộ chôn mình bằng những chiêu thức phản đam kia. Dù khi bước qua Gen 9, Emboar cũng đã được có một số nâng cấp trong bể chiêu, như cuối cùng thì nó cũng đã học được Stab Close Combat và chiêu thức Knock Off. Nhưng nhìn chung thì Game Freak nên đổi ability của em nó từ Reckless thành Rock Head thì may ra mới nâng tầm Emboar được. Vì vậy mà không chỉ lép vế với hai người bạn Superior và Samurott, Emboar còn thất thế hoàn toàn với các anh em khởi đầu hệ lửa khác. Với tạo hình là một phát sư mạnh mẽ, không bất ngờ khi Delphox sở hữu một bộ chỉ số có tốc độ cao và khả năng tấn công đặc biệt vượt trội. Qua Gen 9 thì Delphox còn học thêm được cả Expanding Force cộng thêm Heat Wave thì Pokemon này sở hữu hai stab đánh lan khá là bá đạo, rất phù hợp trong đánh đôi. Setup được thêm cả Nasty Plot hay Combine nữa thì phải nói là hết nước chấm. Nhưng chắc vì sợ tạo ra một Pokemon mạnh quá đà có thể gây mất cân bằng game nên Game Freak đã ném cho Delphox một nội tại khá là kỳ cục, Magic Sun. Thì nghe qua cũng có phần hợp lý vì phù thủy và ảo thuật gia cũng khá là tương đồng, nhưng khả năng của ability này chỉ giúp Delphox cướp đi trang bị của đối thủ nếu nó không mang theo trang bị. Với một Delphox chuyên về tấn công dồn dập thì việc có một ability mang tính hên xui và phụ thuộc vào đối thủ thế này thì hoàn toàn là điều không nên. Cộng thêm song hệ lửa và siêu linh của Delphox bị khắc chế khá cứng bởi các Pokemon hệ bóng tối và hệ nước mạnh như Urshifu nhất kích và Oggapon nước, nên Pokemon này chỉ tới đây thôi, chứ khó mà vươn xa hơn được. Tiếp tục là một trường hợp gây nhiều hỏi chấm khi ability chẳng mang lại tác dụng gì cho Pokemon. Chúng ta đang nói về tổ tiên của loài Typhlosion ở vùng Hisui với nội tại Frisk có tác dụng thông báo trang bị mà đối phương đang mang. Nếu bạn là người hay thi đấu VGC hoặc ít nhất là thường xuyên xem các video của PAG Center thì chắc bạn cũng thuộc lòng những trang bị mà một số Pokemon cụ thể hay mang, chứ chẳng cần đến một thành viên trong đội hình sở hữu Frisk để check hàng. Nên nói chung là Frisk khá phế, khiến cho Hisuian Typhlosion bị hụt hơi trong bảng xếp hạng này. Những điểm giúp cho cụ tổ của Typhlosion tránh khỏi hai vị trí bét bảng là tốc độ 95, mang theo Scoff thì chắc cũng outspeed được kha khá để dùng Eruption. Với Special Attack 119 thì một pha Eruption của Pokemon này cũng là vô cùng thốn. Song hệ lửa ma còn giúp cho Typhlosion vùng Hisui miễn nhiễm với fake out và các chiêu thức hệ giác đấu mạnh mẽ. Thêm nữa là chiêu thức độc quyền Infernal Prey có khả năng spam liên tục để câu bỏng rồi tăng gấp đôi sức mạnh. Nhưng nhìn chung thì những điểm cộng của cụ tổ chuột lửa cũng không quá đặc biệt hay vượt trội. Để xin vĩnh biệt cụ thì cụ khá mỏng nên những chiêu thức ưu tiên như Aqua Jet, Sucker Punch hay Shadow Sneak cũng là quá đủ để biến cụ thành chuột lửa ma đúng nghĩa. Rồi, tới công chuyện luôn. Thời đại Mega đã qua, Dynamax, Gigantamax cũng chẳng còn, nên là thời gian để rồng pha ke tung hoành cũng đã chấm hết. Đã vậy,
Ngay cả vị thế trong team nắng nhờ có Ability Solar Power của Charizard cũng bị đá ra chuồng gà bởi bọn Paradox Pokemon quá khứ như Walking Wake, Raging Bolt và đặc biệt là Gorging Fire. Tuổi này thậm chí còn là rồng Rill nữa cơ. Thì thằng lằn lửa bay có thể dùng Terra để trở thành hệ rồng hoặc là một hệ nào khác để tránh việc nhận X4 sát thương bởi hệ đá. Nhưng chả ơi, em đâu thể Terra từ trong bóng, nên em vừa ra sân gặp đinh gặp đá là em liền bay nửa cây máu rồi. Mà thời nay đá tặc đâu có ít. Charizard mạnh, Charizard nhanh, trong trời nắng Charizard còn mạnh hơn và còn có thể spam Solar Beam liên tục. Nhưng sông có khúc, Pokemon cũng có lúc. Hy vọng ở thế hệ sau, đứa con cưng này sẽ có một màn combat hoành tráng. Nếu các bạn đã xem hai bảng xếp hạng trước của bọn mình, thì Typhlosion là trường hợp duy nhất mà thế hệ con cháu có hạng cao hơn tổ tiên của mình. Đã vậy, đây cũng là lần đầu tiên mà Typhlosion có thể vượt mặt được người anh em có bộ chỉ số copy pass là Charizard. Đó là nhờ vào cơ chế Terra. Typhlosion vùng Johto có thể Terra thành hệ cỏ để vừa tránh được điểm yếu hệ nước, vừa dụ đối thủ tấn công mình bằng các chiêu thức hệ lửa nhằm kích hoạt Ability Flash Fire. Những pha Eruption hay Heat Wave của Typhlosion khi đã kích hoạt được nội tại mạnh cỡ nào thì chắc ai cũng hiểu rồi nhỉ. Chưa kể là mang theo Terra Blast lúc này đã trở thành hệ cỏ, còn khiến cho bọn khắc tinh hệ đất, nước, đá phải vội quay xe. Dù vậy, kích hoạt được Flash Fire cũng là cách duy nhất để Typhlosion trở nên mạnh hơn. Đúng vậy, đã là thế hệ thứ 9 rồi, nhưng chuột nửa Gen 2 vẫn chưa sở hữu chiêu thức setup tăng sức mạnh nào. Và rồi combo Ability Flash Fire và Terra Cỏ có độ uy tín cao hơn nhiều khi được sử dụng bởi Pokemon huyền thoại Heat Gen. Nên kịch bản Typhlosion trở nên meta hơn là khá đẹp, chỉ tiếc là nó đã không xảy ra. Hulga Infernape nổi bật với tốc độ tốt và có thể tấn công mạnh mẽ ở cả hai hướng vật lý và đặc biệt khi có các chỉ số tấn công đều bằng 104 và sở hữu cả Shot Dance lẫn Nasty Plot để setup. Thậm chí khi được nhập cảnh vào Paldia, khỉ lửa còn được bổ sung vào bể chiêu thức Knock Off để những chú khỉ chơi theo hướng vật lý có thêm chiêu trò quấy rối đối thủ và Aura Sphere để những chú khỉ pháp sư không còn phải phụ thuộc vào Focus Blast mang đầy tính nhân phẩm. Dù vậy, Hulga vẫn được khuyến khích chơi theo đường vật lý hơn vì có thể phát huy được những stat cực mạnh là Close Combat và Play Blitz. Bên cạnh đó còn có thể tối ưu hóa sát thương cho những cú tát phát cao và những lần đánh bay trang bị của đối thủ bằng Knock Off. Chưa kể là những chiêu thức tốt như Match Punch, Ram Punch hay Upper Hand đều nằm ở mảng vật lý, nên rõ ràng chơi theo hướng này sẽ là một lợi thế cho Infernape. Chỉ đáng tiếc khi Pokemon này không tận dụng được Ability Iron Fist khi nó có quá nhiều chiêu mạnh để mang theo nên không có chỗ cho những chiêu thức đấm. Match Punch vừa tốt, vừa có thể được tăng sức mạnh nhờ Iron Fist mà còn ít được thấy Infernape cầm theo thì các bạn cũng đủ hiểu căn bệnh 4 chiêu của khỉ lửa nó nặng đến mức nào rồi. Nói cách khác thì một cách vô tình, Infernape đã tự phế đi chính Ability của mình. Nó cũng chẳng quá trâu bò nếu không muốn nói là mỏng để có thể tự tin setup, nên đúng là khỉ lửa mạnh, nhưng nó mạnh một cách lưng chừng. Vì vậy mà một vị trí ngay giữa bảng xếp hạng, theo bọn mình là hợp lý cho Hulga. Lại là một Pokemon khởi đầu hệ lửa nữa có đi kèm với hệ giác đấu. Nhưng chắc vì đây là thành viên đầu tiên sở hữu combo song hệ này nên Blaziken khá khẩm hơn nhiều so với hai hậu bối. Lý do lớn nhất nằm ở đặc tính Speed Boost giúp tăng một bậc tốc độ của gà lửa ở cuối mỗi lượt. Chỉ cần một lượt Protect thì tốc độ 80 của Blaziken sẽ tăng 50% giúp nó vượt mặt hầu hết các đối thủ. Cùng với đó là sức tấn công vật lý cao và toàn sở hữu những chiêu thức công kích mạnh như High Jump Kick, Ray Burst, Earthquake, Play Blitz, Close Combat và còn học được Shot Dance để setup nếu như các bạn cảm thấy 120 điểm attack là còn thấp. Trước đây, Blaziken còn được mệnh danh sát thần nhờ vào chiêu thức Low Kick có sát thương tăng lên tối đa là 120 điểm khi tấn công vào các Pokemon nặng hơn 200kg. Mà đã là thần thánh thì đa số con nào cũng to bự và nặng ký, nên một cước là nằm là có thật. Bây giờ thì không chỉ riêng gì các Pokemon huyền thoại, ngay cả bọn Paradox cũng toàn bọn nặng cân, nên Low Kick vẫn cứ là tính. Nhưng cũng là thế thời hiện nay, Hùng Sư Phụ với đặc tính Unseen Fist
giúp đấm xuyên mọi loại phòng thủ, nên chiến thuật protect lượt đầu để lấy lợi thế tốc độ của gà lửa khả năng cao là sẽ tan vào hư không. Terra thành hệ nước hoặc giác đấu có thể giúp cho Blaziken phần nào chống chịu được những cú đấm của Urshifu, nhưng với độ mỏng của chú gà này thì các trainer sẽ phải bảo kê em nó khá là kỹ đấy. Thôi thì với tiềm năng lớn để trở thành chủ công thì gà lửa xứng đáng để được đầu tư. Tân binh mới nhú của vùng Paldea có thể xem là Pokemon khởi đầu hệ lửa đầu tiên và duy nhất sau 9 thế hệ có thể đảm nhiệm vị trí tanker cho team. Với HP 104, Defense 100, Special Defense 75, rồi cầm theo AV hay Leftover thì không thể nói Skeledus mỏng. Nó đặc biệt còn có nội tại Underwear để lơ đẹp các chỉ số tăng của bọn Setup Attacker và chiêu thức Slack Off để hồi phục sinh lực bất cứ lúc nào. Song hệ lửa me bị khắc chế nhiều có thể nói là một điểm trừ của cá sấu, nhưng nó cũng giúp cho chủ sở hữu miễn nhiễm với hệ giác đấu vừa mạnh vừa thông dụng. Còn nếu vẫn không yên tâm thì Skeledus có thể tê ra thành hệ tiên để bớt bị khắc chế lại. Tanker này cũng không hề tỏ ra bị động khi có Special Attack 110 và chiêu thức độc quyền Hot Song giúp tăng thêm một bậc công đặc biệt sau mỗi lần thi triển thành công. Và nếu bạn trang bị thêm Throw Spray cho ca sĩ này thì có thể ngay lập tức tăng thêm một bậc công đặc biệt sau lần thi triển đầu tiên, biến Skeledus thành con quái vật đúng nghĩa, vừa trâu vừa mạnh, càng quét sạch đối phương. Tất nhiên là Ability Underwear cũng giúp cho Pokemon này đánh sập mọi bức tường bất chấp các bậc tăng phòng thủ của chúng. Yawn, Will-O-Whips, Encore, Substitute cũng là những chiêu thức thường thấy để tăng độ khó chịu của một con Skeledus. Chỉ cần nhìn vào ngoại hình của Cinderace thì chắc ai cũng biết được vai trò và vị trí của nó rồi. Một tiền đạo tấn công mạnh mẽ khi có tốc độ cao nhất trong tất cả các Pokemon khởi đầu hệ lửa, cùng khả năng tung ra những cú sút cháy lưới đối phương với Attack 116 và Ability Libero để những pha ra chân đầu tiên khi mới vào sân sẽ luôn được cộng thêm stat. Trong đó thì chiêu thức độc quyền Pyro Ball có sức mạnh tận 120. Dù cho độ chính xác là 90%, nhưng nhiêu đó cũng không đủ để che mờ đi sự bá đạo của Pyro Ball. Đáng chú ý không kém là chiêu thức độc quyền thứ hai của siêu tiền đạo này, Hot Chain. Đúng như cái tên của nó, là hoán đổi cảm bẫy trên sân của mình qua phía đối phương và còn có thể ăn cắp các loại tường chắn như Reflect, Light Screen mà đội bạn đã dày công setup. Đặc biệt là đặc tính Good as Gold của Golden Go cũng không thể chặn được chiêu thức khó chịu này. Team bạn lúc đó chắc cay lắm. Ngoài ra, Cinderace còn có thể học được các chiêu thức mạnh khác như Gunshot, High Jump Kick, Sucker Punch và U-Turn để reset lại đặc tính Libero. Vì đây là một attacker nên hệ Terra phù hợp sẽ là Terra Stellar để có thể tăng sát thương cho mọi chiêu thức. Và như đã nói thì cùng với Libero, chiêu thức tấn công đầu tiên mà Cinderace tung ra sẽ vô cùng mạnh vì có cộng thêm stat. Có một điều khá trùng hợp khi các Pokemon khởi đầu hệ cỏ, nước và lửa đều có một thành viên sở hữu Ability giúp thay đổi hệ và cả ba đều đứng ở vị trí thứ hai trong các bảng xếp hạng của bọn mình, qua đó thể hiện được sự đáng sợ của các nội tại Libero hay Protean. Ừ thì mạnh vậy, nên tụi nó mà ở hạng 2 thì ai mà dám đứng hạng 1? Tất nhiên là có rồi, là tụi mạnh hơn tụi nó chứ ai? Chắc chắn rồi, đến khi nào bọn attacker vật lý vẫn còn meta, đến khi nào vẫn còn nội tại Intimidate trong người, thì Incineroar vẫn sẽ chém chệ ở vị trí số 1 trong các Pokemon khởi đầu hệ lửa. Nói về Incineroar thì chúng ta hoàn toàn có thể quăng bảng chỉ số của nó qua một bên, vì ngoài Ability ra thì nó chỉ cần cầm theo phát cao để tát đối thủ choáng váng ở lượt đầu, Parting Shot để cho bọn chuyên tấn công thêm phần đau khổ khi vừa giảm công của chúng xuống một bậc nữa, vừa cho Incine quay về bóng rồi lại bay ra kích hoạt Intimidate thêm lần nữa, và Knock Off để đánh bay trang bị của mục tiêu. Có thể xem Incineroar là một supporter, nhưng supporter này nó lạ lắm. Thêm một yếu tố mà Incineroar được các trainer tin dùng là vì có hệ bóng tối trong người giúp nó miễn nhiễm với các chiêu trò quấy rối mà bọn có Prankster định dùng lên nó, ví dụ như Taunt từ Tornadus Under Earth hay Encore từ Whimsicott. Ở slot chiêu thức cuối cùng, để cho ra chất hỗ trợ thuần túy một chút thì Helping Hand có thể là một sự lựa chọn. Nhưng sự lựa chọn được ưu ái hơn là Flapless
để khi xong việc, rảnh tay rảnh chân, thì con mèo đẳng đẳng bủ bủ lờ mao này có thể khô máu với attack 115 luôn. Không phải ngẫu nhiên mà cứ 10 trainer thì hết 11 ông nhà có nuôi em mèo bóng tối này rồi. Và đó là bảng xếp hạng các Pokemon khởi đầu hệ lửa của bọn mình ở thế hệ thứ 9 với meta Terastallize hiện nay. Như đã nói ở đầu, video có một số đánh giá và xếp hạng mang tính cá nhân, nên nếu các bạn có ý kiến đóng góp hay muốn chia sẻ bảng xếp hạng của riêng các bạn thì đừng ngần ngại comment ở phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone.